khắc vào tim con mỗi tình ngàn năm thấm nồng. Xin đặt lên môi con lời ca tán tụng danh Chúa, nguyện đời con hiến dâng lên Ngài một tình yêu sắt son vẹn tròn, có ước thề trọn nghĩa thủy chung. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con, dâng tràn sức sống tháng năm thấm nồng. Trọn đời đoan hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình huyền siêu. Ôi Chúa trời cao sang, đoái nhìn phận con thấp hèn, ban tràn muôn ân thiêng đời con Chúa hằng nâng đỡ. Tình Ngài luôn thiết tha dâng trao một tình yêu hiến trao ngọt ngào, xin đáp đền tình Chúa mến thương. Thiên Chúa đã trong lòng con, dâng tràn sức sống tháng năm thấm nồng. Trọn đời đoan hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình huyền siêu. Thank you.
rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, vậy tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi đời sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác khi từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây. Biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây. Khi an vui như khi sâu rộng không em, để
anh tựa những đêm đông lạnh. Có bờ vai nào đủ rộng không để anh thổn thức khi thất vọng, để anh thỏa lòng những nỗi chờ mơ. Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh gợi những giấc mộng lành. Có bờ vai nào thật dịu êm, để anh gợi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoan trường, ai người lạc hướng mang bao lụy phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên. Trên bãi biển
chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới tựa hình với bông bước sông đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ôm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to và nặng nề vết in đậm, mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ôm tôi lên rồi. Chúa ôm tôi.
giọt lệ ăn năn sám hối, là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình ngài luôn luôn chan chứa, gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ ăn năn sám hối, là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã, tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không heo úa, Chúa là khát khao của người khổ đau đi tìm uối. Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ ăn năn sám hối, là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và ngài yêu thương nên đã chịu mang thành ra nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương,
cho lòng người. Có Chúa tựa tháng ngày dài còn mãi ra đi,
vì tình yêu con hứa trung thành. Nhưng dòng đời biết bao lầm lỗi, tâm thân tàn giọt lệ tuôn rơi. Bóng hình nào ghi khắc trong tim, người tình xưa hay Chúa nhân lành, để chiều về từng đêm thao thức chút ân tình vay trả trả vay. Dù tôi lỗi nhưng con vẫn tin. Gia đình chúng tôi cũng xin được thưa quý vị trong Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Biên và tất cả các tập thể trong giáo xứ đang hiện diện với gia đình chúng tôi. Hôm nay trong tâm tình mừng lễ, để chúng ta chuẩn bị tất cả những công việc và cùng với cộng đoàn giáo xứ, mỗi một giáo dân để thêm tất cả những ơn đức thiêng liêng trong giáo xứ vong mỗi mùa phục sinh hàng năm. Năm nay ông bà cũng trách nhiệm tất cả những công việc được giao, và hôm nay xin được rất vinh dự đón tiếp quý cha, quý dì, quý cụ, quý chức hàng khu giáo khu Thăng Thiên và tất cả quý khách mời quý báu của gia đình đến với gia đình chúng con trong ngày vui để chia sẻ với nhau tất cả những tâm tình hạnh phúc của ông bà đối với tất cả những gì được cống hiến cho giáo khu và giáo xứ. Giờ đây chúng con xin được giới thiệu tất cả những thành phần cùng đang hiện diện với gia đình chúng con. Về tham dự với gia đình chúng con xin được vinh dự và đón tiếp cha chánh xứ và cha phó xứ ạ. Và đặc biệt là người chúng con là muốn giới thiệu với tất cả quý cụ quý chức, và hôm nay mới có cơ may. Dạ, cha phó chúng con là mới cách đây một tuần, hôm nay vẫn còn mới ạ. Con cảm ơn người. Về với gia đình chúng con có sự hiện diện quý báu của quý dì Bến Thánh Giá, cộng đoàn Kẻ Sạch. Với niềm vui gia đình ông bà, chúng con cũng rất vinh dự cùng với quý cha, quý dì để đón tiếp quý cụ, quý chức hàng khu, giáo khu Thăng Thiên. Quý ông trong các hàng hồi, quý ông trưởng xóm, các em dân hạt và tất cả các tập thể của giáo khu chúng con. Về phía khách mời, chúng con rất vinh dự được đón tiếp. Về phía giáo xứ, gia đình chúng tôi rất hân hoan được đón tiếp quý vị trong ban hành giáo đương nhiệm, quý vị thường vụ, quý vị điều hành các giáo khu giáo hò thuộc trong giáo xứ. Đứng về phía ủy ban, chúng tôi rất vinh dự và trong những liên hệ với gia đình, chúng tôi được đón tiếp tất cả quý vị trong Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Biên. Để chúng con có thể hoàn thành tất cả những công việc hôm nay, sự hiện diện và có mặt để cùng chung với quý cha, quý dì và mọi người khách mời của gia đình chúng con là sự nỗ lực rất lớn trong những ngày vừa qua của anh em Khánh Tiết, anh em Âm Thanh, anh em Ánh Sáng và anh em Trang Trí. Chúng con xin được tất cả mọi người cảm ơn cho chúng con bằng một tràng pháo tay dành cho anh em. Cùng hiện diện với gia đình chúng con rất vinh dự được đón tiếp quý ông trong ban phòng thánh giáo xứ, quý bà đại diện ca đoàn Thánh Anna thuộc giới hiền mẫu, các em lễ sinh thuộc giáo xứ, quý vị trong xóm Mân Côi, các ông trưởng phó xóm và các ông trưởng khu phố của các khu phố mà gia đình chúng tôi đang cùng với tất cả quý cộng đoàn đang sinh sống và sinh hoạt. Tất cả những tấm tình mà hôm nay giờ này chúng con có được, tất cả những gì yêu thương nhất của quý cha, quý dì, quý cụ, quý chức, và đặc biệt đối với các đấng bậc trong họ đương nội ngoài của gia đình chúng con là những ngọc ân mà Thiên Chúa ban cho gia đình. Giờ đây chúng con xin phép được giới thiệu và mời lên sân khấu vị đại diện cho gia đình ông bà và gia đình chúng con để nói lên tất cả những tâm tình yêu thương của gia đình chúng con với tất cả những công việc hôm nay được quý cha, quý dì và mọi người đang hiện diện. Xin một tràng pháo tay chúng ta chào đón ông Chánh Hoàng. Bà đứng lên trên luôn.
Sư Rước, kính thưa cha phó, kính thưa quý chức trong ban hành giáo đương nhiệm, kính thưa quý cụ, quý chức hàng khu giáo khu Thăng Thiên, kính thưa đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Tân Biên, quý thầy cô của Trần Phúc Hoàng, kính thưa quý vị trong các xóm đạo, các quý vị trong hai hàng hội của giáo khu, quý vị trong ca đoàn bà Thánh Anna và tất cả quý vị khách quý đã có liên hệ cách này cách khác với ông bà bạn đã đến để chia sẻ niềm vui với gia đình ông bà. Kính thưa hai cha và toàn thể quý vị, giáo khu Thăng Thiên trong mùa đại lễ phục sinh năm nay được khai mạc tuần thánh bằng nghi thức của kiệu lá và phát lá. Ông bà đã thu toàn bổn phận được hàng khu giao phó và đã hoàn thành công tác một cách xuất sắc. Ngày hôm nay để tri ân quý cha cũng như quý cụ và toàn thể quý vị, ông bà có sửa một bữa tiệc thanh đạm để xin được đón tiếp quý cha, quý vị và toàn thể mọi người đến để chia sẻ niềm vui với ông trong mùa đại lễ năm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng sự nhiệt tâm phục vụ của ông bà sẽ nói lên cái tinh thần của con người cũng như là cá nhân của ông bà có một gia đình truyền thống thích làm việc tông đồ và phục vụ cho giáo xứ. Giờ đây cũng đã đến giờ khai tiệc, chúng con xin kính mời cha chánh xứ lên để xin Chúa thánh hóa của anh cho chúng con. Trước hết thay lời cho quý cha, quý tu sĩ, quý chức bản giáo, quý cụ với lại quý chính quyền, quý họ nội ngoại rồi thân tộc khách mời của gia đình cùng với lại gia đình chúc tâm tình tạ ơn Chúa và xin rất trân trọng và cảm ơn tấm lòng của gia đình ông bà bạn. Giáo khu Thăng Thiên năm nay nhận việc chuẩn bị cành lá cho giáo xứ và cũng với tấm lòng quảng đại cũng đã mở tiệc mời tất cả chúng tôi cùng hiện diện đây. Xin thay lời cho tất cả mọi người hiện diện cảm ơn gia đình ông bà bạn. Rồi xin Chúa ban một phúc lành cho ông bà bạn và gia đình cũng như chúc lành cho tất cả chúng ta hiện diện nơi đây trong tình hiệp thông. Xin nối kết tình thân và giờ đây trong tâm tình gia đình giáo xứ xin phép được Chúa chúc lành thánh hóa của anh cho chúng ta hưởng dụng giờ đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của anh trong lòng quảng đại Chúa thương ban cho chúng con hưởng dụng nhân ngày chúng con họp mặt mừng lễ bước vào tuần thánh hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin chúc mừng và xin kính chúc mọi người ngon miệng nhé. Để có được tất cả những điều tốt đẹp mà hôm nay gia đình chúng con được đón nhận từ quý cha quý dì và tất cả mọi thành phần xã hội cũng như trong giáo xứ chúng con. Giờ đây chúng con muốn nói lên tất cả những tâm tình ấy ông bà trong công việc đầu tiên của mình. Chúng con xin được giới thiệu với quý cha, quý dì và tất cả quý khách mời của gia đình chúng con cho phép ông bà được bày tỏ tâm tình của mình trong công việc vào ngày hôm nay giữa bầu khí tình yêu thương đại gia đình của giáo khu và giáo xứ. Chúng con xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị trong các hàng hội, một tràng pháo tay để chúng ta chào đón và cảm ơn ông bà. Trọng kính quý cha, kính thưa quý dì, quý cụ, quý chức hàng khu giáo khu Thăng Thiên, quý vị trong Ủy ban Nhân dân phường Tân Biên, quý cụ ông, bà và mọi người trong họ hàng nội ngoại tộc, kính thưa quý khách, với tâm tình hân hoan, chuẩn bị tâm hồn đón mừng kỷ niệm những mầu nhiệm cao trọng nhất trong đạo Chúa Kitô, giáo khu Thăng Thiên chúng con năm nay được trao trách nhiệm cành lá kỷ niệm Chúa vào thành Jerusalem năm xưa, khai mạc những ngày tháng đại lễ phục sinh năm 2022. Gia đình chúng con rất vinh dự được đón nhận trách nhiệm thực hiện cành lá của giáo khu và giáo xứ trao cho.
đến hôm nay và giờ này đã hoàn thiện rất tốt đẹp nhờ sự hướng dẫn của quý cha và quý cụ, cũng như sự cộng tác giúp đỡ của quý chức và đông đảo quý ông và anh em chuyên môn. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu với quý cha, quý cụ và toàn thể mọi người đang hiện diện Càng Lát năm 2022 của Giáo khu Thăng Hiên chúng con. Kính thưa quý cha và toàn thể mọi người, được sự thành quả linh thánh này, gia đình chúng con xin tạ ơn Chúa, tri ân quý cha và cảm ơn mọi người đã cho chúng con vinh dự phục vụ giáo khu và cộng đoàn giáo xứ. Chúng con thật hạnh phúc vì được tiếp tục ước nguyện phục vụ của thân phụ chúng con năm xưa và là niềm vui quý báu của thân mẫu chúng con hôm nay. Chúng con xác tín một điều, tất cả là hồng ân Chúa ban cho gia đình chúng con. Nguyện xin Chúa chúc lành và tuôn đổ nhiều hồng ân trên quý cha, quý tu sĩ, quý cụ, quý chức và toàn thể mọi người. Gia đình chúng con xin chào kính quý cha và toàn thể mọi người.
gần đây được sống tiếp trong hân hoan, trong ân tình của người con đi hoang. Khấn lạy Ngài tha lỗi cho con, lời thề xưa con giữ không trọn, thì làm gì đời không lầm lỗi. Con mất Ngài, lạc mất đời con. Chớp bạc tình nhân nghĩa nên thân, lụy phù du nên đánh mất mình, để người đời ngàn sao lên tiếng, phú quý nào xa được ơn thiêng. Dù tội lỗi nhưng con vẫn tin Ngài, ôi Giêsu tình miệt mài thiết tha. Vì yêu con lỗi tội, vì yêu con lầm lỗi, nên Ngài đã hy sinh trong đau thương, trong nhục hình, để con đây được sống tiếp trong hân hoan, trong ân tình của người con đi hoang. Tiếng gọi mời đau đớn trong tim, nhưng làm sao con dám trở về, vì cuộc đời còn bao lầm lỗi, mất ân tình, lạc mất tương lai. Phút giây này đánh thức tâm con, Ngài dù thương ban xuống ơn lành, để tình Ngài ngày đêm hun đúc chút ân tình, ân nghĩa trăm năm. Dù tội lỗi nhưng con vẫn tin Ngài, ôi Giêsu tình miệt mài thiết tha. Vì yêu con lỗi tội, vì yêu con lầm lỗi, nên Ngài đã hy sinh trong đau thương, trong nhục hình, để con đây được sống tiếp trong hân hoan, trong ân tình của người con đi hoang. Để con đây được sống tiếp trong hân hoan, trong ân tình của người con đi hoang. Cho hồn con say tình Ngài, Ngài đã im lặng không một tiếng nói yêu con. Vậy mà sao con luôn tìm Ngài, để đời con băn khoăn muộn phiền với phận người trong nỗi đau thương. Ngài vẫn im lặng khi con còn trong giấc ngủ vui. Ngài vẫn im lặng không một tiếng trái chi con, để mặc con mãi mê trần đời, để mặc con quên đi tìm Ngài giữa dòng đời
vạn biến trôi hoài. Xin cho con niềm tin, xin cho con tình yêu, cho con hy vọng mãi cuộc đời luôn luôn chung kiên tìm nguồn hạnh phúc. Xin cho con niềm tin, xin cho con tình yêu, cho con hy vọng mãi cuộc đời đi trong tin yêu theo Ngài mà thôi. Tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến, con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời,
ngài phụ với con với khi trời mát trong. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo ngài. Xin được thông báo thứ nhất, ban điều hành giáo khu Thăng Thiên xin kính mời quý cụ, quý chức, quý ông và quý anh em trong hàng hội chúng ta tham dự kiệu lá cùng với cha chủ tế trong sáng chủ nhật thánh lễ thứ hai vào lúc 5:30, và xin quý chức mặc quốc phục. Và thông báo thứ hai là quý chức, quý bà mụ cùng với ban điều hành giáo khu sẽ phát lá cho cộng đoàn. Và thông báo thứ ba, xin mời bà Trương Khẩn cũng như ông trưởng hội ngắm lên nhận là phần khăn tang của đơn vị mình. Rồi, cha. Xin mời ông trưởng hội ngắm. Ông bà giao cho bà Trương chưa? Thôi, đây bà Trương ấy. Bà Trương nhận. Rồi. Rồi ông trưởng hội ngắm và kế đến là xin mời ông trưởng hội ngắm. Vâng, xin cảm ơn bà Trương cũng như ông trưởng hội ngắm. Chưa có bò mà không phải là ông. Trời ơi, trưởng hội ngắm gì mà trẻ quá. Chưa có bò. Một vài thông báo của giáo khu chúng tôi cũng đã xong. Xin cảm ơn quý vị. Trọng kính cha chánh sứ, cha phó sứ, kính thưa quý chức ban hành giáo đương nhiệm, kính thưa quý cụ quý chức giáo khu Thăng Thiên, kính thưa quý vị trong ủy ban nhân dân phường Tân Biên, quý thầy cô giáo, quý khách mời, quý họ tộc nội ngoại cùng toàn thể quý vị. Ngày hôm nay, giáo khu Thăng Thiên chúng tôi hết sức vui mừng đã được ông bà thực hiện cành lá một cách hết sức là ngoạn mục. Để nói về chi tiết, và hôm nay ông bà được lãnh trách nhiệm làm cành lá, chúng tôi xin được chia sẻ cùng tất cả quý vị như sau. Sau khi nhận được thông tư của thường vụ ban hành giáo, quý cụ quý chức giáo khu Thăng Thiên chúng tôi cũng có buổi họp, và quý cụ quý chức đã quyết định gửi cành lá đến đồng bạn. Và ngày hôm nay ông bà cũng đã thực hiện cành lá của mình một cách xuất sắc. Xin được thay lời cho quý cụ quý chức hàng khu, xin được gửi đến lời cảm ơn đến ông bà đã hoàn thành nhiệm vụ cành lá của mình mà giáo khu đã giao cho ông. Chúng tôi mong rằng trong các công việc của giáo khu trong những năm sắp tới, ông cũng cộng tác tích cực và cùng với giáo khu để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà giáo xứ đã trao cho. Chúng tôi cũng xin được thay lời cho quý cụ quý chức giáo khu Thăng Thiên hôm nay xin gửi đến bà phó, ông bà vạ và gia đình lời cảm ơn chân thành nhất đã tiếp đón chúng tôi hết sức nhiệt tình và nồng hậu. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cũng đã cộng tác với gia đình ông bà ngày hôm nay.
xin được kính chúc cho bà phó, ông bà, ông bà và gia đình tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Một lần nữa thay lời cho quý cụ, quý chức giáo khu Thăng Thiên, xin hết lòng cảm ơn gia đình ông bà bạn. Qua vị đại diện của quý cụ, quý chức hàng khu giáo khu Thăng Thiên đã bày tỏ với ông bà bạn và gia đình, đặc biệt đối với cụ phó thương mẫu của ông bà bạn hiện là chưa ban, vẫn thường xuyên để tham gia tất cả những công việc mà thực tế hôm nay là đã cho phép những người con của mình để tham gia vào công việc của giáo khu và cũng là đồng sư trưởng lý nguyện của công cụ và cũng đã có con luôn tin rằng Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế. Con luôn tin rằng Ngài chở che con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời, tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Và nay con đến Chúa ơi, xin bước theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời, tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Và nay con đến Chúa ơi, xin bước theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Có cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Người ta nhìn em bằng ánh mắt
xa lạ. Vội vã rồi lặng lẽ bước qua, bỏ mặc em bơ vơ giữa dòng đời. Đôi tay gian nắng, ánh mắt buồn nhìn phía xa xa. Bốn bề cuộc sống, chỉ mong sao ngày mai được bình yên. Em là ai giữa dòng người qua lại? Em là ai giữa cuộc đời rất dài? Cha ở đâu và mẹ ơi có thấu những nỗi đau trong con vẫn hằn sâu? Nếu cuộc sống là một phép nhiệm màu thì hãy cho con được làm người kiếp sau, và ở nơi đó có cha và có mẹ, có những yêu thương từ con tim. Từ con